ra cực khủng, camera trên điện thoại cao cấp của Huawei luôn là một tính năng nổi bật và flagship tiếp theo của hãng smartphone hàng đầu Trung Quốc sẽ tiếp tục nâng cấp camera lên tầm cao mới. Theo nhà phân tích nổi tiếng Minh Chi Kuo, chiếc P40 Pro sắp tới của Huawei sẽ trang bị ống kính tele tiềm vọng mới cho khả năng zoom quang lên đến 10x. Đây được xem là một cải tiến vượt bậc của Huawei cho camera dòng flagship so với zoom quang 5x và zoom lai 10x trên P30 Pro. Báo cáo cũng dự đoán rằng một số mẫu smartphone sắp ra mắt của Huawei khác cũng sử dụng ống kính tele tiềm vọng mới này, bao gồm Huawei P40, smartphone cao cấp nhất dòng Nova và Honor, cũng như chiếc Huawei Mate thế hệ tiếp theo. Ông Minh Chi Kuo cũng cho biết, Huawei P40 Pro dự kiến sẽ được bán ra với mức giá trong khoảng từ 4.000 nhân dân tệ đến 5.000 nhân dân tệ, khoảng 570 đến 713 đô la Mỹ. Kuo cũng ước tính Huawei sẽ bán được ít nhất 9 triệu máy vào năm sau. Theo những thông tin rò rỉ về Huawei P40 Pro thời gian gần đây, Người dùng mong đợi khả năng chụp ảnh của flagship này sẽ ấn tượng mức nào? Loạt Huawei P40 được xác nhận sẽ phát hành vào cuối tháng 3 năm 2010. Thông tin này được Richard EU, giám đốc bộ phận sản phẩm tiêu dùng của Huawei tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với báo chí Pháp tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn này, EU tuyên bố rằng các smartphone mới của hãng sẽ sử dụng các dịch vụ của Huawei. Điều này đồng nghĩa với việc loạt Huawei P40 không được cài sẵn các ứng dụng của Google.